Xin chào mọi người. Hôm nay tôi làm cái video này để đánh giá một cái sản phẩm vi sinh. Sản phẩm này là trừ sâu vi sinh lục diệp. Đấy. Cái sản phẩm này thì tôi đã dùng được 1 tháng rồi. Tôi dùng sản phẩm này được 1 tháng rồi nhé, khoảng 4 lần rồi. Nghĩa là lúc mình mới bắt đầu chuyển sang sử dụng cái này thì mình sẽ phải phun dày, cái độ khoảng ví dụ như từ đang dùng hóa học thì mình chuyển này thì phun khoảng 3 ngày một lần, là 3 lần thì sẽ sau đấy là cứ 10 ngày đến 15 ngày mình sẽ phun một lần. Thì sau quá trình sử dụng 1 tháng ấy, thì tôi thấy là có kết quả, tức là kết quả rất là tốt, khả quan. Nhưng mà một số cái loại sâu to thì cũng, ý là nó không diệt được chết cái sâu to, ví dụ như là oxit thì nó không diệt được ngay, hạn chế, tức là nó không ngăn ngừa đẻ trứng này. Đấy, và sâu lon, tức là hiệu quả nó rất là chậm, nó không phải nhanh như thuốc hóa học được, nhưng mà để mà bền vững thì là này là bền vững hơn. Nhưng mà cái này nó có đặc điểm là mình phải giữ vườn luôn ẩm. Đấy, thì nó mới có tác dụng. Còn nếu mà vườn mà đã khô quá thì nó không vi sinh, nó là vi sinh như thế là nó sẽ không hoạt động được. Đấy, phải luôn giữ vườn ẩm, tức là mình vườn nhà mình thì mình đã quá rất là rộng, mình không có thời gian phát được liên tục. Hai nữa là không phun nước cỏ nên thế là cỏ nó rộng. Đấy, vừa lúc nào ẩm ướt. Thời gian vừa rồi thì mình dùng cái tháng vừa rồi thì nó cũng mưa nhiều nữa. Nhìn nếu mà cái loại này mà mưa to quá thì nó cũng rửa trôi mất. Nhưng mà nói chung là dùng thấy có khả quan. Đấy, rất là nhiều chủng vi sinh này. Mình không phải người bán nên mình đánh giá thì nó khách quan hơn. Rồi cũng có một số người đánh giá về cái này, nhưng mà chủ yếu là người bán cái này và thì là nó không khách quan. Mình phun, mình là người sử dụng, thế là mình đánh giá là khá ổn. Đây thì ở đây thì trị được rất nhiều loại sâu rồi. Đấy. Mà nếu mà đã nói ra thì cái loại này dùng để phòng trừ thì là tốt hơn. Trị thì nó phải phun nhiều lần, chủ yếu là phòng trừ được khá tốt. Như họ quảng cáo thì có vườn ở trên Hòa Bình ấy, phun cái này thường xuyên ấy thì vườn của họ bây giờ thì phải 2 tháng họ mới phun lại một lần. Đấy. Mình phun cho bưởi đây, các loại dày, bộ cánh cứng, bộ chích hút, bộ rùa ăn lá nhện đỏ này, cào châu chấu này, ấu trùng ve sầu, cái thứ là mối giạt sáp. Đấy, dày nhé. Đấy, cả tuyến trùng. Đấy, tức là các loại mình phun một gốc nó trị cả tuyến trùng luôn, phòng trừ loại sâu tơ, sâu xanh, sâu đen. Đấy, rất nhiều loại sâu gây chán ăn này, gây bệnh này, ức chế sự phát triển của ấu trứng và ấu trùng này, nhộng, ngăn chặn sự lột xác này. Đấy. Cái này thì mình mua thì rẻ, không đắt nhé. Cái này mình phun 1 hectare bưởi được 1 năm thì là mình phun 1 hectare 250 gốc, 250 cây thì một gói này là 200 g này, phun đủ. Gói này mình nhớ nhầm như là mua là 30.000, 30.000. Nói chung là mình dùng xong mình đánh giá là được, là có hiệu quả. Đấy. Một số chú ý là vườn phải luôn giữ ẩm. Đấy. Vườn luôn giữ ẩm thì nó là tác dụng tốt nhất. Còn nếu mà vườn mà thời tiết mà khô hanh quá thì mình sẽ phải phun dày hơn, phun cái độ khoảng cách là mình bình thường mình phun là 15-20 ngày một lần thì mình sẽ phun dày hơn là 3 đến 5 ngày hoặc 7 ngày một lần như thế. Đấy là nếu mà vườn nó khô quá. Nhưng mà tốt nhất là lên giữ ẩm vườn. Nếu dùng loại này mình sẽ dùng thêm, tiếp tục dùng loại này xem thế nào, kết quả thế nào. Trước mắt mình dùng 1 tháng là thấy ổn, mình không dùng thuốc học nữa. À, cái lượng sâu rất là ít, giảm đi đáng kể. Từ cái trước đây mình dùng hóa học thì cứ 10 ngày mình phun một lần. Đấy. Thì vẫn thấy sâu xuất hiện nhiều. Tức là mình những cái ngày cuối ấy, nhưng mà mình phun là từ đầu tuần này thì tầm cuối tuần thứ hai ấy, tức là tầm khoảng 10 ngày ấy, mấy ngày cuối của 10 ngày ấy, thì sẽ thấy xuất hiện rất là nhiều sâu rồi. Đấy, đây mình phun cách 10-15 ngày thì gọi là không thấy sâu xuất hiện nhiều như là trước nữa. Đấy. Thế mình chia sẻ cho mọi người cùng biết. Vi sinh lục dầm Facebook này, vi sinh lục dầm. Muốn mua số điện thoại có 2 vị Nguyễn Văn Lâm này, hoặc là Nguyễn Văn Cường. Mình mua là của anh Cường 0973402568, mua ở Bắc Giang. Mình chia sẻ cho bà con xem. Xin chào các bác. Hôm nay thì tôi sẽ review cái sản phẩm lục diệp trừ sâu và lục diệp trừ bệnh của anh Hoàng ở trên Bắc Giang. Anh ấy có gửi cho tôi một cái sản phẩm dùng thử. Thì tôi có về nhà phun và đến hôm nay là được đúng 1 tháng rồi. Thì tôi quay lại tôi kiểm tra xem mình đã phun thì cái hiệu quả nó đạt được đến đâu. Thì như các bác thấy thì cái vườn của tôi thì cơ bản nó cũng không có bệnh gì đâu. Cái mùa này thì nó cũng lên lộc, cây nào nó cũng lên lộc như vậy. Cũng có thể là do một phần tác động của cái thuốc đấy thì cây nó tốt hơn một chút. Đó, các bác nhìn thấy. Vườn của tôi thì nhỏ thôi, có độ chục cây thôi, không có gì nhiều. Ổi này là tôi trồng vào đợt hè này, hè năm 2015. Rất là sai hoa, sai quả lắm. Đó, các bác thấy chưa? Có một điều là cái cây này thì nó rất là nhiều sâu nhé. Nhưng mà khi tôi phun cái thuốc đó vào thì tôi thấy là những cái búp non này nó không có sâu quấn lá đâu. Vậy cũng có thể đây là do tác động của thuốc nó cũng tốt. Không hề có con sâu nào nhé. Nhưng ngày xưa nhiều sâu lắm. Đây một cây nữa đây. Đây. Lá ngọn xanh mướt đi thôi. Ngày trước là nhiều sâu quấn lá lắm. Rất nhiều hoa, rất nhiều quả. Có quả to rồi nhưng mà chắc là thằng em ở nhà nó ăn hết rồi. Cây nào cũng nhiều hoa quả. Đó. Có một cái là ở đây thì tôi có phun thử lên trên cái cây ổi. Cây ổi này thì rất là nhiều dẹp này. Thì tôi thấy là nó cũng giảm bớt đi. Đó, như cái lá này bây giờ là vẫn còn rất nhiều dẹp. Nhưng mà nếu như các bác biết là trước đây 1 tháng thì lá nào nó cũng phủ kín dẹp cả 2 mặt luôn. Mặt trên thì đen, mặt dưới thì trắng, kín lá luôn. Thì tôi thấy là như thế này nó cũng giảm được 1/2. Đây là cũng có hiệu quả. Thanh Long thì bác ấy có cho tôi hai cái loại thuốc, một loại là để trừ sâu và một loại để trừ bệnh. Thì cơ bản là tôi thấy loại trừ bệnh thì không có nhiều bệnh để thử, nhưng mà trừ sâu là tôi thấy tốt. Đó, đánh giá cơ bản thì tôi thấy là sau khi phun cái thuốc này thì là sâu là gần như là không có. Không có sâu. Bệnh thì cũng không có nhiều bệnh để thử đâu. Chỉ có mỗi con dẹp là nó, cái tác động tôi thấy là nó cũng giảm là cũng giảm khoảng 50% sau 1 tháng phun. Mà tôi chỉ phun một lần thì tôi không phun nhiều. Anh ấy chỉ định là phải phun độ 1 tuần lặp lại một lần, nhưng mà tôi thì tôi bận nên là tôi không phun được nhiều. Về thấy vườn cây cũng rất là xanh tốt này. Tổng kết lại thì cái lục diệp trừ sâu và lục diệp trừ bệnh mà tôi được thử nghiệm, thì dù được thử một lần thì tôi cũng có cảm giác là nó có tác động tốt trong việc trừ sâu. Bệnh thì tôi cần phải thử thêm thì tôi mới biết. Cây có triệu chứng bật chồi và tốt hơn. Nó cái này thì cũng khoảng 30% thôi. Còn 70% tôi nghĩ là nó do cái thời tiết thôi. Để chính xác thì tôi phải thử vào một thời điểm khác nữa. Một cái sản phẩm của tương lai, an toàn. Khi mà cái thành phần chính của hai loại thuốc này đó là các loại vi nấm như là Trichoderma, các loại nấm lục cương, bạch cương và một số nấm khác. Đó, tôi phun cái này thì kể cả cái nấm lá này nó cũng không còn mấy này. Hơi tối không biết các bác nhìn rõ không, mà tôi thấy là cái nấm lá nó cũng không có đâu nhé. Trước đây nó có bị cái bệnh ghẻ nhám ấy, ghẻ nhám do nấm. Đây này, cái ghẻ nhám này này. Đó. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là nó rất là ít, nó không có nhiều đâu, gần như là hết rồi đấy. Nó chỉ có cái vết từ ngày xưa thôi, còn cành mới ra không có đâu. Đó, thì tôi nghĩ là đây vừa là một cái sản phẩm của tương lai, vừa cũng rất là hiệu quả, an toàn, thân thiện ở môi trường, không cần cách ly.